Đảng ủy Bộ Công Thương vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương. Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của nhiệm kỳ, có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, là năm tiến hành tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Đảng bộ Bộ Công Thương với những nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành cùng sự phối hợp tích cực, hiệu quả của các địa phương và đặc biệt là sự cố gắng, chủ động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, ngành công thương đã tiếp tục vươn lên, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao trong kế hoạch năm và có nhiều đóng góp tích cực quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế xã hội chung của cả nước. Trong năm 2021, Đảng ủy Bộ Công Thương đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ và các cấp ủy, tổ chức Đảng, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương cùng với sự quan tâm, tập trung lãnh đạo, quản lý cán bộ, đảng viên phát huy vai trò nêu gương, tập trung triển khai thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021 của Bộ Công Thương, tập trung lãnh đạo thực hiện thành công chương trình hành động của Bộ Công Thương, thực hiện nghị quyết số 01 NQCP, nghị quyết số 02 NQCP ngày 1 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2026, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban tham mưu, tổ chức Đảng trực thuộc tiếp tục, nghiêm túc, kịp thời triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng theo đúng quy định. Tập trung tuyên truyền về kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2021 và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 13 của Đảng bộ khối các cơ quan trung ương và nghị quyết Đại hội 3 của Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị với chuyên đề sinh hoạt năm 2021, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng, tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy khối về công tác dân vận, chú trọng làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, định hướng dư luận xã hội, phát hiện, giải quyết, xử lý những vấn đề nảy sinh, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.